cho nên là không
phí vận chuyển từ Nhật về Việt Nam quá cao, và nhân công của Nhật người ta cũng sử dụng nhân công những mức lương phải trả cao quá. Thực ra sản phẩm phân bón như làm ở Việt Nam thì tốt thật, nhưng lại đặt hàng Nhật làm kịp đó là cái mà bây giờ tôi đặt nhưng mà ăn nhân đặt cho khoảng mấy tháng mà không đặt thì không nào. Sau này nó mang về thì ta sẽ những lúa làm cái sản phẩm này nó tốt. Sau khi mà sản phẩm tiêu thụ tốt ở Việt Nam thì anh cũng sẽ đặt điều kiện những nước ngoài để chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ ở Việt Nam. Chúng ta thấy là cái phân bón hữu cơ ở Việt Nam chúng ta sản xuất thì nó không được tốt bằng của nước ngoài. Nó thật ra ở chỗ rồi thôi, hiện đang là phải có cái máy vi sinh của thuốc phân bón thì khi bỏ xuống đất thì nó cải tạo đất. Còn chúng ta ở Việt Nam ta thì hầu chưa làm ai làm được nào làm được máy vi sinh để đưa vào sản phẩm hữu cơ, cho nên là chúng ta chỉ mới là xấy đồ là cái thôi. Bản thân Nhật thì người ta làm người ta đầu tiên trước khi người ta xấy đồ người ta đã phải ủ khoảng 2-3 tháng cái nhiệt độ cao để phân bón người ta sẽ làm được xịt hết tất cả mầm bệnh, không có sâu hại, không có mầm bệnh. Sau đó là cái bổ sung men vi sinh người ta mới đùn ra thì nó mới tốt. Còn cái công nghệ của Việt Nam chúng ta thì tới giờ phút này là vẫn là xấy đùn, nó vẫn ở trong đó nó còn nhiều cái mầm bệnh, nhiều những cái thiệt hại khi mà được sử dụng phân bón hữu cơ mà chưa được chưa có cái công nghệ làm tốt. Chúng tôi mong là sau này mình sẽ cố gắng phối cho công ty một hai sản phẩm để tôi đăng ký. Tôi nhớ là trong danh mục phải đăng ký trên 10 sản phẩm phân bón chúng ta nhập từ có thể làm từ nhiều nước. Này sau này thì chúng ta sẽ cố gắng làm ở Việt Nam. Cái này chỉ có cái phân bón này chi phí vận chuyển nó cao quá, đấy nó cũng khó với bà con nông dân. Sau này được chúng ta sẽ cố gắng phát triển hành làm ở tại địa phương, ví dụ như ta phải đi từ vùng mía là sau khi thu hoạch hết cái sản phẩm để lấy một cái bã đó và làm ra nó nhiều về công nghệ có thể là phân hữu cơ mình quay làm sao cho nó vừa giải quyết những vấn đề môi trường vừa giải quyết được cái chuyện mà sản xuất phân bón ít ảnh hưởng ít ảnh hưởng không phải cái phân hữu cơ như hiện nay. Nhưng chúng ta thấy được năm vừa qua cái phân hữu cơ lên rất cao nhiều lúc, nhưng mà nông dân chúng ta cũng làm nhiều chỗ mà đầu tư không hiệu quả, bỏ rộ luôn, cho nên đó là cái tình hình của kinh doanh của ngành tư nông nghiệp. Thì đến với hội nghị ngày hôm nay thì tôi cũng rất mong là anh Bình và anh Bình có cái hay nhắn tin để cố gắng kiếm thêm những sản phẩm nào đó phù hợp hơn nữa với cái tình hình địa phương. Thứ nhất là nó phải tốt, cái thứ hai nó phải đạt cái hàng thời vừa phải để bà con nông dân chúng ta đầu tư được. Làm sao nông dân có lợi thì anh em chúng ta cũng có một tí, để bà con nông dân không có lợi mình cũng không phấn đâu. Nên là tôi quan điểm là mong rằng là qua những hội nghị này thì rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các anh chị trong cái việc ví dụ chúng ta về tình hình triển khai về tình hình, ví dụ như là có những đối tượng triển khai mới hoặc là để trao đổi về mặt cái sản phẩm nào đó phù hợp hơn nữa với thị trường. Cái đôi khi tốt quá mà cao quá thì nó chỉ sử dụng được trên những cây trồng mà có giá trị kinh tế cao hơn, chúng ta mà là những cây trồng có giá trị kinh tế nó thấp ta phải lựa chọn sản phẩm cho nó phù hợp. Thì qua đây mà tôi mong được đề nghị chỉ đóng góp ý kiến để anh em sẽ đưa ra cái định hướng và những sản phẩm phù hợp với cái tình hình nhà địa bàn địa phương, cũng như là để là trong quá trình cùng nhau kinh doanh, cùng nhau phát triển ngày càng phát triển được mạnh hơn nữa, đưa và các bên ăn nông nhà nông phố nông nông rồi quý vị đại lý rồi cả là các nông dân chúng ta đều có lợi, nên tất cả mọi người phải mang cái lợi ích cuối cùng vẫn làm là bà con nông dân làm các sản phẩm nông sản mà bán được tiêu thụ được. Đó là điều mong muốn rất lớn của lãnh đạo nông dân trong những hội nghị như thế này. Thì đây cũng là bài ý kiến trao đổi rất là mong được nhận được sự đóng góp của toàn thể quý vị. Thì hôm nay tới ngày hôm nay sắp sửa bước qua năm mới rồi, thay mặt lãnh đạo công ty cuối cùng xin được kính chúc nhà phật tử cũng nông kính chúc toàn thể quý vị đây cùng gia quyến một năm mới sức khỏe hạnh phúc an khang thịnh vượng. Dạ, cảm ơn đồng chí Quang Hoàng Hà. Để kết nối chương trình, xin mời quý vị đến với nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Bảo Sơn. Nhạc phẩm được mang tên Em Đi Trên Cỏ Non, có phần trình bày của ca sĩ Hà Châu, con gái của nhạc sĩ Bảo Sơn và những ban ca sĩ Quỳnh Bá Thành. Bye.
nhiều lắm. Má anh tao đi, hôm nay có cô siêu ép cút tiếp xin chào đầy đất như đã luôn. Chắc ai đi đã rồi đâu. Em đi đưa con non ngọt ngọt đôi bờ dưới. Em trên nghiêng ngọt lá trong rừng trẻ qua nhìn cầu tre. Thank you.
Thank you.
nhân cho anh có nhiều tiếng cười phòng và giống cho sinh nhật và nhà mẹ luôn mình sẽ mọi người nhớ 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 mày coi lại cái nhãn quan mày, thân quen với thằng này, cái
con gái là người ta là con gái nhưng mà con gái hả? Dạ. Cô theo nó trước nha cô. Nó có bạn, nó mới làm về nó cải tạo rồi, xong nó về nó bạn. Các bạn nhiều gian đi. Tất cả là nó cũng nhiều anh đấy, thấy anh đấy ngồi nhìn cười bắt anh. Rồi thì con hát trước đi ạ. Dạ thưa cô, thưa toàn thể quý vị, sau đây trình bày một điều lý mà ảnh hưởng dân ca Nam Bộ đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam của chúng ta. Đó chính là điều lý cái mở hà. Hả? Gì lý cái mở? Lý gì? À, em xin lỗi mọi người, về tiếp bốn mũi thì quên lắm. Dạ, em hát điệu lý gái mơ hả? Dạ, trước khi hát, em xin mời anh chàng đẹp trai, những chị đẹp gái đem một chàng vỗ tay thật lớn có được không hả? Em xin cảm ơn ai rất yêu bạn bạn anh. Dạ, xin phép bạn, xin phép cô cho chúng em nhảy. Mày ngồi bắt đầu đây hả? Bắt đầu em hát nghe cô. Ủa, mình là chương trình gì? Không gì thuốc trừ sâu. Đang hương quả con sâu. Ồ, con sâu trúng thuốc. Con quả chết luôn. Đúng rồi. Cho mày chết luôn. Thôi. Đầu vú của mày nó cao quá. Mày té cho mày đập mặt của bạn, gãy sống mũi. Thôi hát đi rồi, bắt không thiệt giờ. Hát đi. Thôi cô, em không dậy nữa mẹ. Hát đi thử gì? Tôi là con gái. Nói vậy mình tưởng tôi biết đen sao trời. Mẹ. Nói bỏ tôi sao? Nhỏ này hay gặp nó ghê. Bỏ của anh này chứ. Nó còn gì ăn. Dạ bây giờ em sẽ trình bày sản phẩm. Dùng bình sân rầy sâu tiêu hết. Đã có bình sân còn nhờ nó cũng chật luôn. Thuốc an non tập đoàn danh tiếng nhất trên thị trường. Ồ. Nông chất lượng đề cao, mong giúp cho bà con tiêu diệt tất cả những hại xuống. Ê bạn, sao bà lại trong cái bài hát mà nói con nhỏ nó cũng chọn luôn cái gì? Chợt có nghĩa là chết đó. Sai chính tả rồi, chết dấu sắc chợ thì nặng hơn nội. Ê, anh xin lỗi, cô. Tôi giờ tôi bỏ con về chơi sẵn luôn đi. Người ơi, con cho con. Gà lắm con, mặt con nó trơn rồi mày lên tao cái đi. Trời ơi, bà biết trơn rồi. Sai câu độ cô từ điểm đó. Thôi vậy là có nghĩa là trong bài hát nó hát cái chợt nhưng thực sự là chưa đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bạn ơi, bạn giới thiệu sản phẩm này bạn phải nói rõ hơn chứ quan trọng là chưa có thể hiện hết. Các bạn biết sao không? Thuốc bích sơn xài rất hiệu quả bởi vì nó diệt được nhện thế trên cây lúa, nhện đỏ trên cây ăn trái, diệt được rầy nè, diệt được sâu cuốn lá, sâu đục thân luôn đó. Ừ, mà bạn nhớ sâu đục thân phải sử dụng từ tuổi 1 đến tuổi 3. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là một sản phẩm thay thế cho cái gốc Longifort đã bị cấm rồi. Đúng bởi vì nó được cấu tạo bởi DC-Procyclen và Tofenrad. Đây là hai gốc mới cộng lại với nhau, thành ra sức công phá của nó rất là dữ dội. Đúng vậy luôn, cái điều đúng sạch sâu cuốn lá, sâu đục sâu đục thân rồi nhờ đi luôn, nó này luôn. Hay sản phẩm này hay thiệt không, hay thiệt không? Nhưng mà bạn ơi, sao bạn? Bạn nói thuốc trừ sâu nhưng mà mình nghĩ rằng là ở cái nhiệt độ mà nhiệt độ thấp mà ẩm độ cao như miền Bắc của mình như thế này là thuốc bệnh mới là quan trọng. Bệnh. Bạn nói được, bạn hát được không nè? Được chứ. Mình sẽ giới thiệu một đặc sản của tập đoàn An Nông. Đó chính là một sản phẩm bồ phòng được bệnh đậu ô cổ bông, thối đệ đá và lá tím sớm. Rất là nhiều bệnh trên cây ăn trái là bệnh thắng thư, bệnh phấn trắng, bệnh nắng hồng, rất là quan trọng. Đó chính là Mi Pha Tô, chính là tên thuốc của tập đoàn danh tiếng An Nông, sản xuất ra giúp lúa vàng đồng. Lúa vàng đồng nhờ thuốc của An Nông tiêu diệt đạo ôn, tăng 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 vàng la tháng thư, tăng 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 lên nếp hạt nấm hồng, tăng 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 bệnh rồi nha, sạch bệnh rồi nha. Đúng rồi đó bạn ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn có bệnh gì nói mấy bạn nói đi, cà tím sẽ xử lý hết cho các bạn liền. Đây là một loại một cái loại thuốc gồm azithromycin và diphenoconazole cộng lại có thể xử lý được tới 30 loại nấm bệnh. Một sản phẩm rất là tuyệt vời mà trước đây các bạn đã không để ý đến, bây giờ các bạn phải nhớ sử dụng nha. Cảm ơn em. Trong cái giai đoạn mà đón đầu này hả,
là nó hay có một cái bệnh là nó trái ngược cái hình chữ V ngược từ đầu phiến lá nó trái vô cái thân lá là vậy. Ồ, cái hình ảnh mà cái lá lúa của mình bị trái từ chớp lá hình chữ V vô trong phiến lá làm cho cái lá nó bị héo rũ, nó bị hư rồi, không có thể quang họ để tạo enzym nuôi cho cây lúa mình đúng không? Đó chính là bệnh trái rìa lá. Mày lắm quá. Bạn cười quá, mình đang làm bài mà nói danh vô mà. Tự nhiên. Nhưng mà mình nói cho bạn nghe nè, bệnh trái rìa lá do vi khuẩn sanh trùng lá. Sanh trùng lá chúng ta không xử lý bằng mày thật tốt, đúng không xử lý nào tốt, mày đang tốt chỉ là nấm thôi. Đúng. Chúng ta phải xử lý bằng siêu khuẩn. Siêu khuẩn ở ngoài thị trường rất là nhiều, nhưng siêu khuẩn của tập đoàn An Đông sẽ là hai hoạt chất Rolofon cộng với Alicilic. Đây là cái chất giúp cho cái sản phẩm này, cái gốc uống này nó thấm nhanh, xử lý sạch sẽ vi khuẩn tận gốc luôn. Đó. Và trong giai đoạn này các bạn biết không, có thể vừa bị nấm bệnh vừa bị vi khuẩn. Đó. Vì vậy chúng ta có thể hòa chung hai cái loại này lại với nhau. Đâu đổ chung lúc luôn. Bảy. Nếu bạn đổ chung hai cái này cùng với nhau thì các bạn rồi với liên bạn sẽ nghe cái hơi nóng. Là nó đang phản ứng. Hai cái muối họ có phản ứng với nhau nó làm mất hiệu quả thuốc và tỏa nhiệt. Do đó chúng ta cần phải cách ly ra một cái bình nước vừa chúng ta bỏ vô nửa bình, bỏ sức khuẩn vô lắc đều, bỏ thêm nửa bình nước nữa, chế microtop vô lắc đều thì khi đó mới có thể đem sử dụng được. Và cái hỗn hợp này phải sử dụng ngay. Và các bạn chú ý, một cái tay chúng ta phải sử dụng bao nhiêu lít nước không? Đúng không? Đúng không? Yeah. Nhưng mà chiều nay nhà mình có đám giỗ, mình phải về sớm, mình phải xịt nhanh nhanh rồi rút lại ít nước không? Tối thiểu hay là giờ này cái này nó buồn bài quá cơ. Giỏi ghê gì đó cơ. Bạn nghe nè, bạn xịt cái gì mà hai cái xịt có hai gói thuốc hả? Tôi một gói thuốc nha, tôi xịt được hai cái bệnh đó luôn đó, hai trong một. Ủa chị bạn giới thiệu cho bạn của mình nghe đi. Mừng An Đông vừa ra cuộc mới đã có tin bảo vệ ruộng lúa nặng bông lúa tạo ôn cái bị vi khuẩn khỏi lo nữa nè. Ngày hôm nay hát từng bi kiên chung sức lo bảo vệ ruộng nơi bi kiên này quyết diệt đám quần tuyệt chiêu. Mình biết cái sản phẩm này rồi. Biết không? Bạn ơi, sản phẩm này gồm ba hoạt chất chứ về thiosin là vi khuẩn xung phua phanh dùng giết bệnh hạn chế bào tử phóng thích ra ngoài lây lan cây khác. Còn một cái nữa là phenosanin nè, làm trị độc ôn cổ bông. Trời hay quá bạn, thuộc bài hay lên. Quá giỏi luôn, hát luôn quá trời. Vậy chứ đố bạn phenosanin nó có mặt trong sản phẩm nào là vàng hay không? Phenosanin của mình học bài thuộc chứ mà mình luôn đó. Hay quá. Mày biết mày ra chính tiếng chữa mày nói với các bạn biết đi. Rồi lên nói cho tao người học thôi. Đây nè. Sao? Nghe nè. Phenosanin là nó có mặt trong cái sản phẩm bikini tập đoàn An Đông. Mày học bán, có bán cái gì luôn nè. Bikini là tên của cái áo tắm. Đúng. Hai mảnh mờ mấy cô bạn hậu mờ mờ đi đi đi. Phải không? Mày mê gái mày phái chứ. Sản phẩm của ta là bikini. À bikini là? Đúng vậy. Ai biết? Thấy có kỳ này có đi này nhớ bikini. Mày mà mê cô thi hoa hậu nè. Bây giờ cái sản phẩm này mình sẽ nhìn thấy sự có mặt của Gisilazon tức là Bimacom. Gisilazon cộng Sunfua tức là Bimmy. Bây giờ Gisilazon, Sunfua và Phenosilin tức là Kitini. À, đó là những cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn này đổi nói chuyện y chang MC luôn. Có gì các bạn nha, mình mà đi trả bài các bạn về nha. Đại chị mình Hải Phòng gọi khỏi với mình. Alo, cả tiếng cơ. Mời về làm em một tờ. Trên đài truyền hình. Em một tờ. Bạn biết đài Hải Phòng mời bạn về làm em một tờ làm gì không? Thì làm em một tờ. Là đi một đi một cua đó. Đúng không? Bảy là. Bảy được mà. Bảy có trình độ. Em một tờ. Ai đâu mà nói bạn bè mà vậy. Em một tờ tức có nghĩa là đi móc cống. Mấy mặt này không có trình độ. Em mờ cờ nè là có người trong tin tức đứng trước cái micro nói gọi là em mờ cờ. Dạ thôi mình nói tiếng Việt đi, người dẫn chương trình không, nhưng mà người ta nói tiếng Anh mình trình độ mình mới nói tiếng Anh. Đây tiếng Anh là MC. Ờ không có em mờ cờ ở đây. Ủa cái hai trường hợp mình sai hết hả? Sai hết.
thôi giờ mình đi về. Trời mà thôi, nói chuyện nãy giờ nói chuyện chơi với bạn cho vui thôi, chứ nãy giờ các bạn giới thiệu tầm lum thứ hàng đó mà không có cái thứ nào bắt kịp xu hướng thời đại hết, ha? Trời, chơi nó nhỏ không có kệ vậy á. Đây chưa? Chưa, nó đang không gọi. Nữa hả? Nó đang không gọi. Giờ khi mày nói thì mày nói kệ đi, chỉ của tao. Nó không ai nghe, tao nói được. Nó nghe mày nói gì không? Hiểu cơ không? Đây nè, đó là xu hướng thời đại. Ờ, cũng được. Ê, mày biết nói cái nghe nói cái gật à? Nhìn nó đi. Hà ca xê biết gì đang nói gì? Là phân gà. Sao? Chứ là đúng rồi, tên Phân giống như tên bột ngọt là Ajinomoto là bột ngọt vậy đó. Tên Phân gốc gọi là Hakase. Đúng không? Hakase là Phân bông tố. Tốt như vậy, sao tốt như vậy? Em quảng cáo lúc là con về quá à. Rồi, nghe em còn còn nói nè. Phân Hakase là phân bón tốt, dễ hiểu, dễ nghe, đúng rất gọn gàng, giỏi, dễ sợ luôn. Nhưng mà mình thì hát với bạn. Nó nói là cũng gì dễ sợ nữa. Cuộc đi hát thì nó hoài à. Hay hai chủ đề chưa? Con kiểu là hát, mà chủ đề nó nói là sao? Hát với bạn. Nó là con kiểu gì? Hát rồi đúng không? Chửi mày đúng rồi. Mày thấy cái tay phá, mày thấy cái này là phá à? Đâu kỳ cục. Hát với bạn. Hakase là phần con tốt, hai món Hakase hứa hẹn dù lúa bội thu trái cây ngon thì ra sạch lá bán tăng giá nè. Hakase đến từ Nhật Kiên An Long giờ quân của mọi nơi. Hakase là nhưng mà không tăng chi phí, nhờ lợi cây bụi gì nữa,
cái vườn bưởi của ta là nhà mau là đã 5-7 năm rồi, vô cây lâu năm mà. Đúng rồi. Bây giờ đó nó bị che nè, bắt đầu mình bón phân cốc vô, nó không có ăn. Đúng bài luôn. Hát cái xe kia cải tạo đó. Vấn đề là bạn biết cái bón mà. Chưa, mà nghĩ mình quăng vô gốc là được rồi. Không có được. Chai này không ăn. Bây giờ bạn hơn cái đất cả chai này, bạn quăng vô mà tưới nó trôi đất sao. Đúng rồi. Đó, đó mới là quan trọng. Bạn ơi, bạn ơi. Bạn ơi, bạn giúp mình minh họa đi, đặc biệt là cái cây cho mình. À, làm cây là cái lưỡi cây lưỡi gì ha? Cái cây có cành nha. Không, cái nhánh thôi, chứ cái cành thì hơi chua. Bà đưa cái đất lên ô nhiễm chua. À, mình xin lỗi là tự minh họa cái sầu riêng. Từ cái nhánh thôi, cái nhánh chua. Rồi mình để từ xíu. Trời ơi, cái cây đồ nó đem đi quanh luôn á. Chúng mình học một lần này, cái đất luôn nha. Luôn. Đây là có cây này. Cái đất của cái chai đúng không? À, đúng là đất chai này. Mỗi một góc bạn xài chỉ cần 2 đến 3 kg thôi. Mà xong cách nào? Cái góc bạn đất là nào? Mình đào quanh cái góc xong rồi mình đào cái lỗ mình chôn cái thằng này luôn. Mày vô duyên quá à. Tao minh quả nó không chôn tao, chôn tao nó không gái thằng hoài. Không, nhưng mà mày nghĩ coi, cái cây mình đang bị khô, bị chết rồi, bầm chết rồi thì nó không ăn được không? Nó giữ mình đào góc mình nghĩ có chết không? Mày ở đâu? Mày thấy con nói đâu? Vậy? Bây giờ nói chưa? Bây giờ nói chưa? Chưa nói hả? Chưa nói hả? Trời ơi! Người ta đào là người ta làm một cái rẫm. Mày phải đào cái rẫm, cái mày nói xong rồi đâu có đâu? Mày tưởng em mà ngờ được không hả? Đào một cái rẫm với điện rẫm khoảng một tấc. Đúng không? Mình đào xung quanh gốc cây đó, đào là vệt hành. Sau đó mình chôn từ 2 tới 3 kg phân xuống, lắp đất lại, tưới nước vô. Đó, thế nên cái phân nó không bị trôi đi. Từ từ bắt đầu nó trung hòa với cái đất, nó thấm từ từ, nó thấy thấm cái đất. Bắt đầu cái bộ rễ nó thấm điện lên. Trời ơi, nó thấm điện lên. Trời ơi, nó thấm điện lên. Nói vô duyên kiên rồi. Xin lỗi, nhưng mà nó nhỏ như thế này. Cái gì? Không, em để cỏ. Cỏ hả? Cái gì nó cỏ? Đây, 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 cỏ đúng không? Tao sẽ nghĩ là gì cỏ? Ồ đúng, dùng cây của mình với được cái bầu nguồn á, nó thường hay bị cỏ lắm. Mày chỉ cách nào con bị cỏ nó uống nào hay. Từ cái ngày 2.4D bị cấm, hoặc là không có một cái loại cực kỳ hay để diệt cỏ đó rồi. Thế hệ mới. Giới thiệu đi, giới thiệu. Đó là thuốc cô gái mới. Ồ, thôi mày nói tiếng Anh đàng hoàng. Tiếng Anh là new cô con. Điều có vuốt cỏ anh long bảo vệ luôn nữ cây ngô trên đồng cây mía cùng cây lúa nè và từ đây có điều có rồi là hàng vuốt có anh long xa gần nghe yêu dùng thử cỏ nào cũng tiêu xạo cỏ nào cũng tiêu chứ sao mày ra đi đó mày nghe nếu mà có thay thế 2.4D ai cũng đi chỉ gì được có đá động thôi không có nào cũng tiêu không? Hiểu không? Mình quảng cáo mình phải quảng cáo vừa đúng vừa phải thôi, không được quảng cáo quá lớn thấy chưa? Nhưng mà cái này á là cái MCA là đời sau của hai cái vấn đề, cái tính năng của nó giống hai cái vấn đề nhưng nó vượt trội hơn là gì? Nó có xịt thẳng vô cái lúa nè, xịt thẳng vô cái mía nè, xịt thẳng vô cái ngô luôn, không bị chết cây à. Ê, cái ghê chưa? Nếu mà xịt vô cái mía nè thì cái độc sinh trưởng khi mà nó mới nhốt kìa nè, mày xịt mày né chút xíu đi để nó tới chứ mày xịt cho nó an toàn. Nhưng mà ông được biết cái sản phẩm độc quyền công ty tư toàn bất tập đoàn nào luôn đó. Đúng rồi, có mình nhưng không có là một cái quyền thay thế 2.4D rất là tuyệt vời. Gì thay thay khi sao gì vậy? Dạ cho nghe cái gì một cái gì đó bụng nó bác đi đi bao nhiêu rồi? Ồ, cái mai kìa. Nhưng mà con quên là thường thường ở nhà con nó kết hợp. Con bây giờ bán hát cho con bài này đi. Cái này quen nha. Trái rụi, sản phẩm trái rụi. Đúng rồi. Trái rụi. Xin bắt nước đầy
là tên thuốc. Thuốc chuyên dùng diệt cỏ dài hai qua. Diệt cỏ tận gốc luôn nè. Trái rủi là tên hàng thuốc cỏ An Nông. Hoạt chất là tên glyphosinat à nha. Nhớ không xịt lên cây trồng, xịt lên cây trồng. Diệt cỏ thật nhanh, chất lượng cao. Không được xịt lên cây trồng. Nếu mà nhà mình sử dụng cho dù cây trái để cắt gốc một hướng, tại vì cơ chế nó thấm xuống đất hút ngược lên thì lỡ cây bụi cây mít của mình nó hút vô là nó chết quay không. Vậy mà nãy nó vẫn còn không? Cười. Tại vì cô mới có đi cô mà mày nói cho chị mới chơi bỏ được. Đúng không? Đúng rồi bạn. Cô hay quá. Cái này em nghe nói hay lắm, mình chưa biết hát, cô chỉ dùng hát cô. Cô cậu này đẹp. Dạ. Mấy cô cậu. Dạ cô cậu chào cô. Chuột đồng chuột nhà chúng là loài phá hoại, chúng phá tiêu tan luôn cánh đồng. Simidian chính là hàng tốt nhất. Chuột thuốc Simidian của tập đoàn An Nông, thuốc tuyệt vời màu xanh diệt được loài chuột. Cái thuốc chuột này hay lắm đó nha. Trời, ông dù ông không có chết mà cái chỗ mình rải thuốc đâu. Biết cô bác biết sao không? Khi mình rải thuốc, chuột đến ăn. Ăn xong thì nó kích thích, nó bị khát nước. Mà nó khát nước á, nó sẽ đi kiếm nước, nó uống. Xong rồi nó chết ở cái chỗ mà nó uống nước đó. Rồi cái ông chuột khác đến cũng ăn. Ăn xong cũng bị khát nước. Rồi cái đi kiếm nước uống rồi chết ở chỗ ra luôn, cho nên đâu có chết tại chỗ mà mấy tụi con thấy. Mà con biết sao không? Tại thuốc này là nó có cái cơ chế là chống đông máu, cho nên là khi con chuột nó ăn vô nó sẽ bị xuất huyết nội tạng rồi nó mới chết. Nhưng mà nếu nó không chết ngay tại chỗ mình xả mồi là con chuột khác nó không có nhát mồi, đúng không? Đúng rồi, nếu con chuột nó thấy bạn nó chết không giờ nó ăn nữa. Nên cái này không chết tại chỗ, làm chuột khác đến vẫn ăn ăn chết. Giờ ăn không bình thường chết như vậy. Mà quý vị biết không, trong cái hộp thuốc nếu mà mình mua về như vậy á, mình mở ra đó, ở trong đó nó có kèm thêm một cái bao cao su. Chị! Mày lắm ghê luôn á. Mày là có bao tay cao su. Con cậu nói cái gì vậy? Chị con là vậy đó, con tay cao su. Trời ơi, mất cái chữ tay đó là nó đi một cái nghĩa khác hoàn toàn, biết không? Bao tay bằng cao su để làm gì quý vị biết không? Để chúng ta sẽ đeo cái bao tay đó vô dùng để rải cuốn và giữ cho sức khỏe chúng ta là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chuột rất là khôn, nếu mà nghe hơi tay của người sẽ không bao giờ đến ăn, cho nên mình phải đeo bao tay đó vô để rải cuốn. Bây giờ mà bây giờ trời lạnh cũng quay về cái quen ăn lẩu cái cô quen nó bụng nó mình quay về. Nói chung là mình đang nói nghe là hồi nãy giờ đó cô ngồi cô đang nghe đó là ba em nè với mẹ của cà chua nè quảng cáo cho cái gì cả rất là nhiều loại thuốc nói được công dụng tên thuốc nha, nhưng mà cô thấy vẫn còn thiếu một cứng cây. Sản phẩm cứng cây này em có tìm hiểu đây là một sản phẩm sử dụng ở giai đoạn 30 ngày mà để nhắn. Chúng ta sử dụng cứng cây này sẽ giúp cho cái cây của mình nó cứng chắc, tránh được bọ trĩ với lại là mũi hành. Còn ở giai đoạn 50-60 ngày đó ta đón đồng á, ta xịt cái này vô thì cây lúa mình cứng chắc không bị ngã quỵ khi trời nắng nóng mà khi mà trời mưa bão mà nó đang mang cái hạn á. Còn đối với cây đang trái, nếu chúng ta không xịt cứng cây vào thì cái bắp tế bào nó rất là cứng chắc, là sẽ không có bị khi chúng ta xếp vô những cái lạnh để chúng ta đem đi bán nó dai dẳng nha, nó không có bị giặt cơ. Cứng cây này nó có gồm là kali, canxi, xylit và kích vaccine.
bởi thời tiết, giống như người của mình nhau khỏe mà đâu bị cảm đâu, hiểu không? Thì nói tiếp bác sĩ thường gặp vậy đó. Trời. Cái gì cũng phải biết chưa? Dạ thôi cô hát đi về ăn. Nàng biết cái người được cho. Em là vô rồi không? Rồi, bây giờ tất cả tụi mình cùng hát nha. Dạ dạ. Ruộng ta lúa cần một phân thuốc rồi, giờ ta kiếm tìm ngay hàng nào tốt trên thị trường. Dùng phân bón la. Lúa ta đứng thường sợ chi đục thân cuốn lá, hãy luôn tin rằng An Nông thương yêu nhà nông. An Nông chung sức cùng nhà nông. Khi thưa quý vị vừa rồi tiểu lỏng cuộc thi sáng tác, chúng tôi đã giới thiệu quý vị những sản phẩm sau đây. Xin mời quý vị chúng ta dành một phút để xem lại từ đầu. Sản phẩm đầu tiên mà chúng tôi xin được giới thiệu quý vị chính là sản phẩm Dixon. Sản phẩm Dixon là một sản phẩm mà chúng ta có thể thay thế hoàn toàn Robinifos đạm tiểu tấm. Đây là ốc Dirin-Prosiven cộng với Tofendilat. Nó cộng hưởng với nhau rất là mạnh. Nếu chúng ta biết đọc tiền hoạt chất của chúng ta thấy hai hoạt chất này rất là mới. Và đồng thời là nó xử lý được rầy nâu, sâu lá, sâu đục thân, nhện vé, nhện đỏ. Để chúng ta nhớ là sâu lá, sâu đục thân phải sử dụng từ thứ 1 đến thứ 3. Sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm hot nhất, đây là một sản phẩm trị sâu uống lá do Diventin đóng vai trò chủ đạo trong việc diệt sâu và Diclofenac ra ngoài cái việc diệt sâu ra mà nó còn ung trứng nữa, đối với cái trứng sâu hoặc là trứng nhờn thì nó sẽ chết ngay, sẽ hư không có nở ra được. Và Mycotoxin là có Azithromycin còn cái Diclofenac, đây là một cái hoạt chất, hai hoạt chất rất là mạnh, phổ rất là rộng, 30 loại nấm mình cho cây trồng có từ cây lúa là chua, hoa hồng, cam, quýt, ổi và cả rau lá. Tiếp theo là sản phẩm siêu khuẩn. Đây là một cái sản phẩm không có xử lý được những cái bệnh do siêu khuẩn gây ra, và đặc biệt là thị trường có rất nhiều thuốc khuẩn mà chỉ có Chloroform thôi. Riêng tập đoàn mong có thêm Alicic Acid để giúp cho cây mình hồi phục nhanh và tác động cái Chloroform mạnh hơn. Và chúng ta có thể pha đi nó tốt và cái siêu khuẩn, nhưng mà phải pha riêng sau đó chúng ta mới hòa lại. Đây là một sản phẩm chữa trị khuẩn với vai trò Metronidazole và Sulfur, đồng thời cộng với Phenoxylin để giúp cho cây lúa mình không bị đậu ôn cổ bông. Chúng ta phải xịt phòng Bikin sẽ xịt phòng được trái đầy lá, đậu ôn cổ bông. Và đặc biệt Phenoxylin nó còn có mặt trong sản phẩm Kitini của tập đoàn An Nông. Với Kitini này, ngoài cái việc trị được đậu ôn cổ bông ra thì chúng ta có thể xử lý được phấn trắng trên hoa hồng, trên nho, trên cây trái và bụng xương mai, trên cải chua, khoai tây hoặc là ớt. Đây là một sản phẩm đầu tiên rất là tâm đắc và được bà con tin dùng. Còn đây là sản phẩm phân gà. Rất nhiều người nghĩ rằng phân HKC không có giá trị để bồi dưỡng cho cây trồng, nhưng chúng ta nhìn công thức sự có mặt của NBK chính là phần bồi dưỡng cho cây. Ngoài ra phân này có cái tác dụng là làm gì, làm cho đất tơi xốp, vi sinh vật nó phát triển, bộ rễ phát triển, tránh hoạt động vô cơ, và đặc biệt là bộ rễ phát triển rất là quan trọng để nó hút được phân bón gốc lên, chống rửa trôi và bay hơi đối với phân đạm, nên chúng ta có thể tiết kiệm được 25% phân đạm trong cải ruộng. Tiếp theo, sản phẩm thuốc chuột. Đây là một sản phẩm khác hơn với sản phẩm khác. Nếu thuốc chuột mà chúng ta cho nguồn ăn và chết liền tại chỗ thì thuốc chuột nó sẽ nhát mồi, chúng ta chỉ sử dụng được một lần thôi, lần sau là biết nó không ăn nữa. Nhưng đây là một sản phẩm có cơ chế tác động là chống đông máu, nên thuốc chuột nó ăn mà nó không chết liền, mà nó sẽ đi uống nước và khi đó nó mới bị vỡ tất cả những cái mao mạch động mạch trong cơ thể nó, gọi là xuất huyết nội tạng và chết. Đây là một lời thuốc chuột rất là quan trọng mà công ty vừa đưa ra. Chúng ta có thể sử dụng được chuột nhà, có những chuột nhà mà nó kêu xào xạc ở trên kiếp, và cái là phòng của mình chỉ cần thả thuốc chuột vô là một thời gian sau là không còn chuột nữa. Và tiếp theo là sản phẩm phấn cây. Đây là một sản phẩm rất là quan trọng ở giai đoạn 30 ngày. Khi cái lúa này nó phát triển lên thì lúc đó là cái lúc con bò trĩ và con mũi hành nó tấn công rất là mạnh, thì sử dụng phấn cây giai đoạn 30 ngày thì cái cây lan mạ của mình nó sẽ rất là cứng chắc, nó chống chịu được bò trĩ và mũi hành. Còn ở giai đoạn 40-50 ngày đón đầu chúng ta sử dụng cái cây này, sử dụng cái sản phẩm này thì cái lúa mình rất là cứng chắc, trong đó vai trò của
kali đó chính là chất hữu cơ và nó kích thích dần chuyển cái hữu cơ lên cây trồng. Kali giúp cho cây cứng chắc, silic ngoài cái tác dụng giúp cho cây cứng chắc ra, nó còn có tác dụng là đóng mở cái lỗ khí quản của cái lá lúa, giúp cho chúng ta những thời điểm mà bị nắng nóng mất nước thì cái lúa của mình sẽ đóng cái lỗ khí quản lại. Và tiếp theo là silic còn đem oxy xuống rễ giúp cho bộ rễ phát triển lại cây và phát triển rất là tốt. Chiếc tô xa là một chất kích cho hệ kháng thể trong cây trồng khỏe và cây mình sẽ không bị ngộ độc về thời tiết. Đây là một sản phẩm rất là tốt đối với cây ăn trái ở giai đoạn cuối. Nếu chúng ta không xịt loại cứng cây này thì trái cây chúng ta sẽ không bị dập, bị thối mũ khi chúng ta đem về để mà lưu dung di chuyển đi thì tự bán thì không bị dập. Đó là những sản phẩm mà tập đoàn Thăng Long đã giới thiệu với chúng ta trong ngày hôm nay. Và đặc biệt những sản phẩm mà đơn vị giới thiệu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được tặng một cái ly sứ có cái số điện thoại của đơn vị, đó là 0934779900, đó là hotline của công ty. Bất kỳ một vấn đề gì liên quan đến kỹ thuật cây trồng, quý vị có thể nhắn tin thì quý vị có thể trả lời cho quý vị. Hiện nay đơn vị đang phụ trách bốn chương trình nhà nông. Thứ nhất là truyền nhà nông của đài truyền hình Long An, bạn nhà nông của đài truyền hình Tiền Giang, sau là nông vui chuyện trên đồng đài Vũng Tàu Bà Rịa và An Nông Làm Giàu cùng nông dân của đài Bình Phước. Và đặc biệt BTC 16 sẽ phát lại tất cả những chương trình của chị vừa nêu cùng với thầy Hồ Chiến là nguyên 18 năm làm giám đốc bảo vệ thực vật của nước Việt Nam mình, đó là phụ trách về phía Nam. Hiện nay thầy đang công tác với tập đoàn nông làm những chương trình khoa học kỹ thuật, nên bà con chúng ta có cái ly sứ được tặng trong những chương trình bán hàng bởi thị vừa giới thiệu vừa qua thì chúng ta sẽ có số điện thoại và mỗi ngày chúng ta nếu như cần cái gì thì cho có thể nhắn tin và số điện thoại này có thể gửi cho người dân để đặt câu hỏi trực tiếp. Số điện thoại sẽ không biết điện thoại nhưng sẽ nhận hết tất cả tin nhắn. Đây là chương trình giới thiệu sản phẩm của tập đoàn nông. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và những công tác của công ty.